Cho chú hỏi cháu một tí nhá, chú có ba từ này là Điện Biên Phủ, thì khi cháu nghe tới Điện Biên Phủ cháu suy nghĩ gì ở trong đầu chú, cháu có thể cho chú biết không? Cháu không biết tiếng Việt. Xôm xa video, học sinh học trường quốc tế là người Việt nhưng lại không biết nói tiếng Việt, không hiểu sự Việt. Mới đây thì một đoạn video đã gây viral khắp cõi mạng, khiến rất nhiều người nổ ra tranh cãi nảy lửa. Cụ thể thì trong video, người đàn ông này đã vào một khu chợ để phỏng vấn, vô tình bắt gặp một gia đình đang mua sắm tại đây. Tuy nhiên khi anh hỏi cô bé khoảng chừng 12-13 tuổi về Điện Biên Phủ thì em trả lời như sau. Cho chú hỏi cháu một tí nhá, chú có ba từ này là Điện Biên Phủ, thì khi cháu nghe tới Điện Biên Phủ cháu suy nghĩ gì ở trong đầu chú, cháu có thể cho chú biết không? Cháu không biết tiếng Việt. Làm sao vậy? Người đàn ông tỏ ra khá bất ngờ vì rõ ràng em là người Việt, nên mẹ em đã lên tiếng giải thích cho con như sau, giọng điệu khá hiển nhiên. Cháu không biết tiếng Việt à? Học trường quốc tế bạn không hiểu. À bạn ơi, học trường quốc tế ạ. À. Anh nói tiếng Anh thì nó hiểu. Tuy nhiên, khi anh hỏi lại câu hỏi này bằng tiếng Anh thì bé cũng lắc đầu và tỏ ra khá hoang mang. Người mẹ khẳng định lại lần nữa con mình từ bé đã học trường quốc tế, vậy nên người đàn ông này đã đổi một câu hỏi bằng tiếng Anh. Tức là bạn này học học từ nhỏ ở Việt Nam à? À, từ học trường quốc tế. Tiếng Việt bạn không hiểu nghĩa đâu. À. Have you studied history of Vietnam in your school? I studied a bit, but not really much. It's like I just studied like the World War, you know, one. But like it's not really too much. It's like kind of when like they started like the Agent Orange or something like that. Ngay sau khi đoạn video trở nên viral, nó đã khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Mẹ nghe giọng tự hào quá nhỉ? Chị tao ở Mỹ từ lúc sinh ra, năm nay 22 tuổi rồi về Việt Nam bắn tiếng Việt ào ào. Vậy mà ở Việt Nam kêu không biết tiếng Việt. Ơ, sao mình nghe thấy nó bảo là cháu không biết tiếng Việt, sao câu đó không nói bằng tiếng Anh nhỉ? Thấy cảnh này mình không bao giờ mơ tưởng cho con học trường quốc tế nữa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.